trăng lang thang miên man tình buồn, dòng sông này là hát trên cây, mây trôi trôi chim ngủ đôi nhớ. Em hát đi lênh đênh giọt buồn, hoài mãi trong ta bơ vơ chiều về, dòng sông này nhớ mãi em ca. Nhìn hà về cây lá rụng buồn. Rồi chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì năm nào cũng vậy quý vị, thì gần Tết đến thì anh em cũng hay chuẩn bị mua sắm, còn các cửa hàng mua bán thì cũng mong bán được nhiều. Thì năm nay và cái xử lý cái hàng tồn kho với lại dọn kho, chống kho để mà chuẩn bị Tết quý vị thì năm nào cũng có. Thì năm nay thì bên em làm sớm tí ha. Thì em sẽ từ đây cho đến cuối năm luôn thì em sẽ đưa lên hàng ngày các cái sản phẩm mà thanh lý để mà dọn kho để mà chuẩn bị Tết cho nó chóng, rồi sang năm mình đem hàng mới về ha. Thì những sản phẩm này thì trong tình trạng nguyên zin, hoạt động hoàn hảo hết nha, chứ không phải là đồ hư đồ bỏ rồi mới đem đi thanh lý cho quý vị ha. Những sản phẩm lỗi nào thì em cũng sẽ báo lỗi luôn, còn những sản phẩm nào hoạt động hoàn hảo nguyên zin thì báo nguyên zin hoạt động hoàn hảo quý vị. Như những con này thì quý vị đã biết, thì lúc trước em bán tầm 3,5 triệu đến 4 triệu những con Telefunken HA870 này. Thì đây là những dòng âm ly Đức công suất 2x70W nha quý vị. 2x70W mỗi loa. Thì đây. Thì hôm nay thì em con này em cũng có quay ruột gan rồi. Này thì nó đánh 4 con xanh đen tăng phô tụ to phía sau nó đây quý vị. Thì các cái cổng vào ra ở đây. Đây ha. Có hai cầu loa AB ha. Con này thì đánh A hoặc B nha quý vị. Thì con này thì bên em hôm nay giao lưu đến với mức giá là 3 triệu đồng bao ship toàn quốc nha quý vị. Mức giá cực kỳ tốt, hầu như là nó hoàn vốn, nếu mà tính công tính này kia chắc có lỗ rồi quý vị. Thì 3 triệu đồng bao ship toàn quốc cho quý vị nha. Lưu ý là chuyển khoản đủ bao ship nha quý vị, cọc COD không bao ship. Thì con này thì đang trong tình trạng là nguyên zin, hoạt động hoàn hảo mọi chức năng nha quý vị. Chỉ có cái nấm này, cái vỏ này nè. Đây, nấm vẫn là nấm zin ha quý vị, bên trong là lỗi zin ha. Cái nấm này thì em cũng không nghĩ là nhập về thì cái nút nó vài rồi. Đấy, nhưng mà nó là vẫn là nấm xịn nha quý vị. Cái vỏ nấm này thì em nghĩ là của con ly khác á. Thì đây quý vị ha, gắn vào vẫn đẹp, vẫn y chang thôi, nhìn nó thoáng qua không biết đâu. Rất đẹp. Rồi, thì em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.